Được hơi đục, nó nhìn con này nó xấu. Cái nước mà nó to lên ấy, con này nở ra đẹp lắm. Bắt nó bởi hơi hơi bị khó. À, đây rồi. Chưa có biết chạm vào gốc nó chưa. Đây rồi. Đây rồi. Nhấc lên nhá. Ui, nó thụt xuống này. Thụt xuống này. Nó thụt xuống mất rồi. Đây, chạm vào người chân nó rồi, nó thụt xuống này. Nó xuống sâu quá các bạn ạ. Đấy, nó lên rồi này. Nó chết mất rồi. Đây, nó lên này. Nhưng mà cái này là một đoạn người của nó thôi các bạn ạ. Nó chết mất rồi. Ở dưới cái đoạn người bên dưới của nó xấu quá. Có cái đoạn này, lúc nào trên mà nó nở hoa ra thì đẹp thôi. Đấy, nó đen như này mà, toàn bùn là bùn thôi.